Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 27 dự án. Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu trở lại. Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên các dự án nhà ở giá rẻ cho người có thu nhập thấp. Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã thông qua hai nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, ngân sách cấp thành phố, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 27 dự án có tổng mức đầu tư là hơn 5.000 tỷ đồng, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án với tổng mức đầu tư là hơn 600 tỷ đồng, trong đó vốn tăng thêm so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt là hơn 200 tỷ đồng. Trước đó Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất thông qua chủ trương đầu tư 47 dự án, trong đó 40 dự án quyết định chủ trương đầu tư, 7 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư. Các dự án Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp lần này là những dự án được sử dụng vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Quốc hội và Chính phủ thuộc các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, giao thông 25 dự án, 10 dự án về văn hóa, giáo dục, thể thao. 11 dự án về đê điều thủy lợi và một dự án thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng được xem xét riêng theo quy định về bí mật nhà nước. Tuy nhiên qua thẩm tra và xem xét hai báo cáo bổ sung của Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực kinh tế, ban kinh tế ngân sách đã đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chưa xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư đối với ba dự án do chưa đảm bảo yêu cầu phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, dự án cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, dự án xây dựng hoàn chỉnh khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm, giai đoạn 2. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường quy hoạch 24,5m Yên Viên đến đường quy hoạch Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đối với dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường 70, đoạn từ đường Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Tử Liêm, qua thẩm tra, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thống nhất cao sự cần thiết đầu tư. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chưa thuyết minh được sự phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đến năm 2025 của ngân sách thành phố, nên đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giả soát, nghiên cứu, tính toán, đề xuất nguồn vốn để đảm bảo tính khả thi, sớm trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tại kỳ họp sau. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam VBMA, sau hơn một tháng tạm dừng hoạt động phát hành trái phiếu do ảnh hưởng từ sự kiện hủy chín lô trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh, các doanh nghiệp bất động sản đã hoạt động trở lại trên kênh này để huy động hàng chục nghìn tỷ đồng trong tháng 5 và tháng 6. Cụ thể, trong tháng 5, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động khoảng hơn 7.000 tỷ đồng làm dự án. Trong đó, riêng công ty cổ phần đầu tư và địa ốc Nova đã phát hành hơn 5.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 10 năm Bên cạnh đó, một loạt doanh nghiệp địa ốc cũng đã trở lại kênh phát hành trái phiếu để huy động vốn trong tháng 5, như công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh địa ốc Mỹ Phú phát hành 700 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia phát hành 300 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest phát hành 250 tỷ đồng. Công ty cổ phần Long Thành Riverside phát hành 105 tỷ đồng. Ngoài ra tháng 5 cũng ghi nhận hai doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng huy động hàng nghìn tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu, gồm công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc phát hành hơn 717 tỷ đồng. Công ty cổ phần sân bay Ninh Thuận phát hành 900 tỷ đồng. Đến tháng 6 các doanh nghiệp địa ốc tiếp tục hoạt động rầm rộ trên các kênh huy động vốn này với việc công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hưng Lộc phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu, công ty cổ phần đầu tư Nam Long phát hành 500 tỷ đồng, tập đoàn Novaland phát hành thêm hơn 2 nghìn tỷ đồng. Ước tính từ đầu năm đến cuối tháng 6, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành tổng cộng hơn 152.000 tỷ đồng trái phiếu, trong đó hơn 94% là phát hành riêng lẻ. Hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp là một kênh huy động vốn làm dự án chính của nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản, nhất là trong bối cảnh tín dụng ngân hàng đang bị kiểm soát chặt. Trong 6 tháng đầu năm nay, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai về tổng số vốn huy động qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, chỉ xếp sau nhóm các ngân hàng thương mại và sau cú sốc hủy phát hành 9 đợt trái phiếu ngàn tỷ của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã chấn an cộng đồng nhà đầu tư rằng ngoài Tân Hoàng Minh thì cơ bản các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đều đảm bảo an toàn. Đây vẫn là kênh huy động vốn hiệu quả của các doanh nghiệp đóng góp vào sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, thành phố phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, diện tích nhà ở bình quân địa phương đạt 23,5 m2 một người. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021-2025 đạt 50 triệu m2 một sàn, tương đương với khoảng 360.000 căn nhà. Báo cáo trước Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố trình bày. Giai đoạn này, thành phố sẽ chủ trương phát triển nhà ở tại những khu vực dọc theo các điểm kết nối tuyến giao thông công cộng trọng điểm: các tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên, metro số 2 bến Thành Tham Lương, metro số 3A bến Thành Tân Kiên. Theo dự báo nhu cầu nhà ở giai đoạn 2021-2025 của người dân thành phố Hồ Chí Minh là 59 triệu m2 sàn. Giai đoạn 2026-2030 là 57,5 triệu m2 sàn. Tổng nhu cầu nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 là khoảng 37 triệu mét vuông sàn, trong đó chủ yếu là nhu cầu của người có thu nhập thấp, công nhân làm việc tại các khu cụm khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Về nhà ở thương mại, thành phố Hồ Chí Minh xác định cần 37 triệu mét vuông sàn trong giai đoạn 2021-2030 để đáp ứng nhu cầu khoảng 107,5 triệu mét vuông sàn. Tổng quỹ đất để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 là khoảng 5.239 ha, trong đó nhu cầu nhà ở xã hội là 451 ha, nhà ở thương mại là khoảng hơn 4.700 ha. Thành phố này cũng đưa ra chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân đầu người của thành phố đến năm 2025 là 23,5 m2 một người với tổng diện tích sàn là 50 triệu m2. Đến năm 2030 là 26,5 m2 một người với tổng diện tích sàn là 57,5 triệu m2 giai đoạn 2026-2030. Vì thế thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đến năm 2025 là 10 m2 một người, đến năm 2030 là 12 m2 một người. Về nhà ở xã hội, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát sinh khoảng 2,5 triệu m2 sàn, tương đương với khoảng 35.000 căn giai đoạn 2021-2025. Ở giai đoạn 2026-2030 sẽ phát sinh 4,08 triệu m2 sàn, tương ứng với 58.000 căn nhà. Thành phố Hồ Chí Minh hiện phát triển nhanh các loại hình nhà ở xã hội, từ 2016 đến 2020 đã có 19 dự án nhà ở xã hội hoàn thành và đưa vào sử dụng cung ứng cho thị trường 1,23 triệu m2 sàn. Dù vậy, số lượng căn hộ hoàn thành vẫn chưa thể đáp ứng hết nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội của các nhóm đối tượng xã hội. Trên đây là những thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản ngày hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Minh Thu xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và yêu mến chương trình. Hãy bấm nút like và theo dõi kênh để cùng Mây lên cập nhật những tin tức nóng hổi về thị trường bất động sản, kinh tế, kinh doanh và công nghệ. Xin chào và hẹn gặp lại!